Đây, sau đây là một clip hay ho về sinh vật săn mồi đây. Mình bắt ra, hồi nãy mình bắt ra thêm chắc có chục con nữa mọi người. Này nhiều lắm, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 15, 16, 17, chừng 20 con này nữa. Hồi nãy hồi sáng là còn 3 con, 3, 2, 3 con như trong nồng nọc, 2, 3 con như trong này nè, là nó ăn hết rồi. Bây giờ mình sẽ bắt thêm một cái con nồng nọc cũng khá là to nữa, to cũng bằng 1 phần 3 của con này à. Đó, giờ mình sẽ đổ vô để sẽ cho mọi người xem nó săn mồi sao ha. Đây. Đó. Ở giữa màn hình ở dưới này nè, ha. Đó này nè. Ok, mình sẽ giữ vậy cho mọi người xem cách của con này nó bắt mồi như thế nào ha. Mình ngồi đây nhiều khi nó cũng sợ. Không thấy nè. Sợ nó dám ăn á. Cái này bỏ nhiều là hết nhiều à. Đó, còn một con nhỏ nữa. Con cá hay con người ta ăn nằm lắm. Đây con này là bự hơn nè, có thể là con này sẽ bị đụng trước nè. Tại vì mình mới bắt vô, nhiều khi nó còn đang sắp. Con nồng nọc đâu rồi? À, cái giống nồng nọc này nó trong lắm mọi người. Giống nồng nọc này là của mấy con ếch mà ếch nhái nhỏ nhỏ nhỏ. Chứ không phải của cóc, cóc thì nó màu đen. Hồi nhỏ mình hay bắt nọc cóc mình chơi, mình biết nó màu đen. Còn mấy con này nó trong veo à. Đây nè. Mình zoom lên, không biết mấy bạn, mọi người nhìn thấy không nè. Nó ngay giữa màn hình luôn ha. Trong veo à. Sau một hồi mà mình chờ nó không có ăn con nồng nọc thì mình mới tìm hiểu là con này nó sẽ nổi trội vào ban đêm mọi người. Sẽ đi thì tìm thức ăn vào ban đêm nhiều hơn, ban đêm mát mẻ. Còn ban ngày mình để cái trong cái chậu nhỏ này nó bị ánh nắng nó soi, nó bị chói mắt hay sao đó. Nhưng mà qua một đêm, qua hơn một ngày mình rộng vô đây á thì nó có tình trạng vậy nè. Đó, những cái con mà nó ăn lẫn nhau luôn mọi người ơi. Hình như trong này là hồi sáng mình ra là nó đã bị thiệt mạng hết mớ rồi. Nó ăn bấy nhầy nhau luôn. Rồi nó cắn đứt đầu cái cổ như hết trơn. Đó. Bây giờ còn lại chắc khoảng hôm qua là 17 con, 18 con. Bây giờ sẽ còn lại khoảng tầm 12 con thôi. Có một con, có một số con chắc bị cắn vừa chết xong nè. Lật ngửa bụng lên nè. Đó. Còn một số con thì vẫn còn bình thường. Còn một có những cái xác này, đứt đầu đứt đuôi hết trơn.